Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn nha. MVP Game chào các bạn. Và hôm nay MVP Game sẽ review một skin cực kỳ là đẹp của Momiji mới ra các bạn ơi. Đó là skin về trường thương yêu các bạn nha. Đấy, thì skin này có vé 96 vé skin và nó sẽ được giảm giá các bạn ơi. Giảm giá trong tuần đầu tiên các bạn nha. Thì đây là một học sinh từ trường khác tới chuyển trường các bạn nha. Một bộ trang phục màu đen kết hợp với màu đỏ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, khi các bạn chạm vào mặt nó sẽ tương tác này, chạm vào eo nó cũng sẽ tương tác này, và khi các bạn chờ sờ đùi hoặc là vào mông một chút thì nó sẽ đạp vỡ màn hình luôn các bạn ạ. Đấy các bạn nha, đấy thì mình thử xem này, đây một đường cong rất là đẹp luôn. Đấy, vào eo thì nó sẽ trang điểm các bạn nha, rồi nhìn rất là sang chảnh luôn các bạn ạ. Sang chảnh với mái tóc kiểu như kết hợp với đen và màu đỏ các bạn ơi. Rồi sờ vào mông cái nào, úi làm gì căng, đá luôn, vỡ luôn màn hình các bạn ạ. Đấy đấy đấy, và khi trở vào eo nó lại trang điểm các bạn ơi. Rồi rất là đẹp, sang chảnh nha. Cái quần nó lại thêu những cái màu chữ màu trắng này kết hợp với lá phong nhìn rất là đẹp, cập nhìn sang chảnh luôn. Con búp bê cũng thế các bạn nha, nhìn thật sự đáng xứng đáng mua, mà mình thấy cái giá này nó cũng rất là hợp lý các bạn ạ. Và cái skin này thì cũng có hiệu ứng nói, nhưng mà cái thất tịch này không có nha. Thật thất tịch này nhìn cái con búp bê thì nó không được sang chảnh cho lắm, nên là bạn nào mà thật sự yêu Momiji hoặc là thích những bộ trang phục sang chảnh thì các bạn nên mua skin này nha. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Vâng, ok, và mình đã cầm Momiji vào trận rồi. Mình đã chọn pháp chi đường, pháp sư đường giữa các bạn nha. Thì skin này có hiệu ứng này nói, hiệu ứng rất là đẹp. Và các bạn để ý xem, kết hợp giữa màu đen và màu đỏ, hai cái màu nó rất là kích thích luôn. Các bạn ở bên Nhật ấy thì các bạn sẽ biết là ở Nhật có phố đèn đỏ ấy, ở Việt Nam chắc cũng có phố đèn đỏ rất là nhiều, đúng không? Quất Lâm này, hay bên Bắc Ninh Từ Sơn này, Chuẩn Di Hưng này, đấy gọi là người ta là gọi là phố đèn đỏ. Và Momiji này thì kết hợp giữa hai màu này nó tăng khả năng kích thích rất là cao, tại vì màu đỏ là cái màu kích thích rồi, đúng không? Màu đen nó huyền bí đấy, nên tại sao các em sinh tươi em hay mặc những bộ áo đỏ hay là màu đen một chút, nó rất là kích thích các bạn ạ. Đấy, và hình ảnh vào thì Momiji nhìn rất là sáng sủa, nhìn đẹp luôn các bạn ạ. Ok, rồi lúc chạy thì nó cầm cái túi vẩy vẩy nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Con búp bê kiểu như Tây luôn nha. Rồi ok, rất là đẹp luôn. Rồi nhìn kiểu như là nữ sinh thật sự luôn. Đấy, thật ra không phải dạng vừa đâu các bạn ơi, rất là nguy hiểm đấy. Thì bảng ngọc và trang bị trong Momiji đường giữa thì các bạn có thể tham khảo của mình nha, rất là chuẩn luôn. Nếu muốn xem bảng ngọc và đồ chuẩn, các bạn hãy vào MVP Game. MVP Game chơi rất là nhiều bên trường Trung Quốc và đi giao lưu rất là nhiều, và thật sự đồ rất là chuẩn nha. Mình không phải là mình lấy cái đồ của top đại thần bên Việt Nam đâu, không. Các bạn đôi lúc các bạn mới xem top đồ đại thần của Việt Nam nha, ông Chôn, ông để pháp sư, nhưng ông để bảng ngọc chí mạng này, hoặc là ông để đồ rất là khó hiểu, nên là các bạn xem clip của các bạn có thể lắp vào theo của mình rất là chuẩn nha. Đảm bảo với các bạn rất là khỏe Momiji đi đường, kể cả những cấp độ đầu nữa các bạn ơi. Ok rồi, đấy khi chúng ta tung chiêu 2 lên thì nó rất là đẹp, và chiêu 3 lên nó có những màu đỏ nhìn hoa văn, nhìn rất là hay các bạn ạ. Rồi Momiji là pháp sư đi đường giữa với khả năng sốc đam nha, với khả năng là chiêu cuối thì là sẽ giết người xuyên bản đồ luôn các bạn ơi. Đấy, đầy đường cũng rất là nhanh với chiêu 2 và chiêu 3. Rồi phát hiện ra chin đối phương. Ai, bạn chin vừa nãy chào mình, nhưng mà mình cũng bận nói, với lại là khi mình chơi game mình thường nghe nhạc nhiều ấy, nên là cũng không thể nào mà chat được với các bạn ạ. Rồi ra đây chiêu chin tí thôi các bạn ơi. Chin vừa rồi được tăng sức mạnh nha, chiêu 2 thì được buff, mình sẽ làm video sau cho các bạn nha. Rồi ra quấy nhiễu chin này, các bạn chỉ quấy như thế này thôi, dừng đối phương sẽ mất rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Đấy, phải đi về rồi. Ok, tuyệt vời luôn. Bên đối phương thì cũng là Momiji đi đường giữa luôn các bạn ơi. Vậy là các bạn xem một video review skin, nhưng các bạn được xem hai Momiji biểu diễn luôn các bạn ạ. Tuyệt vời các bạn ơi. Đấy, thì lúc vào trận thì các bạn sẽ cộng mắc vào chiêu 1 cho Momiji cho đẩy đường nhanh nhất cho có thể cho mình nhá. À, chiêu 2 mình nhập, chiêu 2 ấy. 1, 2, 3, 4, có 4 chiêu thì mình sẽ nói chiêu 2. Đấy, chiêu 2 thì nó sẽ cộng tận 40 phép thuật cơ, nên là các bạn ưu tiên mắc cho mình nhá. Và nó sát thương khi mắc nó cũng rất là nhiều. Còn chiêu 3 nó chỉ cộng 30% thôi. Đấy, thì các bạn chú ý. Rồi, ok, đẩy đường rất là nhanh các bạn ạ. Ép Momiji đối phương thì khi các bạn đi đường giữa, các bạn chú ý dừng nhá. Đấy, dừng được mình thì lấn áp và đã cướp rừng của chin rồi. Phải thế các bạn ạ, chin đi rừng các bạn phải thế đấy. Rồi ok, đẩy đường xong rồi, Momiji đối phương sẽ không có lợi thế. Giờ ra đây hỗ trợ team thôi. Mình dùng hồi máu các bạn nhá. Ở đây người ta Việt sút là chữa lành. Rất là ok thôi các bạn ạ. Đi thế này cho an toàn các bạn ạ. Rồi,
còn một chút nữa thôi. Thanh thường chủ này một phát đánh được 270 vàng cho mình cả bạn ạ. Lùi thôi, vượt hồi máu lên, lại có đam để đánh. Ô, thanh niên, thanh phường chủ. Thì nhiều bạn gọi thanh phường chủ là Phật, thì mình gọi là Ao Bô Dự hoặc là thanh phường chủ cho nó chuẩn nhá. Thật ra thì nó có chiêu Phật với chiêu ma nên là nhiều bạn tranh cãi. Chúng ta cứ nên gọi tôn trọng nhân vật thì chúng ta nên gọi là Ao Bô Dự hoặc là thanh phường chủ cho nó chuẩn vào các bạn ạ. Rồi, sau khi đi lên hỗ trợ team rồi thì mình sẽ về đường giữa thôi. Đấy, chạy giơ bàn tay nhân lên rất là hay luôn. Rồi, tí nữa chuẩn bị có chiêu cuối rồi các bạn ạ. Thật sự khi các bạn chơi Momiji thì các bạn cũng chú ý nhá. Thì có chiêu cuối thì nó hồi rất là lâu, nhưng mà để ý xem ở đường dưới hay là đường rừng nó giao tranh thì chúng ta sẽ bật ulti lên, chắc chắn sẽ có mạng các bạn ạ. Rồi, thì đồ của Momiji các bạn có thể tham khảo ở dưới màn hình nhá. Chúng ta cố gắng lên cái đồ nó hợp lý nhất có thể. Rồi, ulti của Momiji bị lộ vị trí rồi các bạn ạ. Rồi, tốc biến lên, dùng chiêu choáng. Ôi, bị Kani hút rồi, quá nhỏ chiêu cuối. Ok, giết được Kani, rất là tiếc, nhưng mà lúa khô máu với mình luôn các bạn ạ. Bao nhiêu người cũng đánh lại đi đánh với mình, nhỏ thế này. Là học sinh mà yêu đuối mà. Rồi, vậy là hy sinh một mạng các bạn ạ. Chiêu cuối hồi rất là lâu nhá. Đây đồ các bạn, mới đầu các bạn lên một cái đồ nhỏ để tăng phép thuật với khả năng hồi năng lượng các bạn nhá. Pháp sư mà không có năng lượng không làm gì được đâu, không đẩy lính được, khổ lắm. Tiếp theo là thần ý Izambi. Với cái đồ này thật sự chấn phái của Momiji nhá, giúp chúng ta đẩy đường nhanh này, mà khi nó nổ chiêu cuối nó sẽ đau hơn. Các bạn lên cho mình, sau đó thì giày chắc chắn rồi, phải lên giày xuyên phép cho mình cho nó nhiều đam nhất có thể nhá. Đây là pháp sư sốc đam không phải sát thương duy trì, nên là chúng ta cố gắng là xuyên nhiều cho mình. Đấy. Tiếp theo là cái đồ thứ tư là mạn đà lam vật kinh, rồi tăng hồi năng lượng này, hồi chiêu này. Đấy, thì các bạn có thể như thế này. Thì cái quạt thì đánh theo phần trăm máu, nếu mà đối phương có nhiều hồi máu quá các bạn có thể thay bằng cái thiên chảo vọng nguyệt nhá, làm cho đối phương bị giảm hồi máu. Đấy, như ván này thì đối phương có candy hồi máu này, Momiji không có nhưng mà lúa hồi máu, nên là mình sẽ lên cái đấy thay cái quạt các bạn ạ. Tiếp tục lên, khi mà chúng ta đi nhanh farm nhanh thì chúng ta sẽ rất là tốt, chúng ta đi ganh các đường các bạn ạ. Ok, ra đây mình đỡ xin bắn cho. Úi giời ơi các bạn ơi, không còn chiêu để đánh nữa rồi. Đi ra vòng ra móc lốp nào. Đấy, cô bé xinh xắn mùa tựu trường. Rồi, các bạn không biết trường các bạn thì đã ok chưa? Xong xuôi chưa? Đã ok về đi khai giảng các kiểu chưa? Rồi mình thì hôm nay mình cũng vừa đi làm về các bạn ạ. Đi làm về sau đó thì làm luôn clip cho anh em luôn các bạn ạ. Đấy, chứ không phải gì cả. Thật sự skin này thì mình thấy đẹp ưng nhá. Mình ok, mình thấy skin này xứng đáng mua. Các bạn fan của Momiji thì nên mua nhá. Mình nhìn nó màu đen, nhìn nó khi các bạn mở đánh ấy, chơi ấy. Ý, chết ngay Kani chiêu cuối các bạn ạ. Trời, quá là đẳng cấp luôn. Chiêu cuối của Momiji đẹp. Đấy, thì mình nói lại nhá, các bạn cộng vào chiêu 2 max, sau đó thì chiêu 3 và chiêu bị động thì theo level thôi các bạn ơi. Thì bị động các bạn có thể max được cũng được, nhưng mà để cố gắng đẩy đường nhanh thì các bạn cộng max vào chiêu 1 à chiêu 2 sau đó chiêu 3 cho mình nhá. Đẩy đường rất là nhanh luôn. Đấy. Ok, đẩy đường nhanh thì chúng ta mới đi ganh mới lại ép được đối phương đúng không? Đấy. Rồi. Ăn luôn bạch tuộc đi, mình đang làm nhiệm vụ để hỗ trợ ăn những con quái lớn các bạn ạ. Thì combo của Momiji thế nào các bạn ơi? Nếu mà các bạn trong bụi thì các bạn sẽ dùng chiêu 3 làm cho đối phương bị choáng, sau đó chiêu 2. Đấy, kích hoạt được nội đại nổ rất là đau nhá. Và chúng ta dùng hắc báo nữa. Đấy, sau đó thì nếu mà đối phương gần chết thì chúng ta dùng chiêu cuối các bạn ơi. Đấy, còn nếu mà chúng ta chìa máu thì chúng ta dùng chiêu 2 thôi, sau đó thì chiêu 3 nhá. Choáng diện rộng rất là kinh nếu mà chúng ta biết chơi Momiji. Thì đây là một vị pháp sư với lối chơi rất là dễ, rất dễ các bạn nha. Rồi, các bạn mới chơi thì các bạn có thể chơi vị pháp sư này nha. Rồi, chuẩn bị Kani giải 8 đám đông các bạn ạ. Mình vẫn đánh trụ rồi. Kani, nhưng mà Kani đem support bot cũng được thôi, nhưng mà con đấy nó hơi bị tù các bạn ạ. Hơi bị tù về mặt chạy. Các bạn lao vào nhưng mà các bạn không có chiêu chạy, có làm tăng tốc nhưng mà cũng rất là khó các bạn ạ. Rồi, lúa đối phương chạy thắng cắn luôn. Từ từ mình farm đẩy lính cao đã các bạn ạ. Thôi, đối phương chạy rồi, ham hố làm gì. Ok, rồi bạn Chin thì cũng chào mình nhưng mà mình không xin lỗi nha, mình không thể chat được, vội chơi mà. Rồi, các bạn đã mua skin này chưa? Thì mình sẽ làm review skin của Kani này, Kani Hime công chúa cua ấy, và
của Sơn Phong sau các bạn nhá. Rồi thì nhiều anh em PM cho mình và nhắn tin cho mình là anh làm skin Momiji đi. Rồi tốc biến lên, choáng. Rồi thanh niên cũng tốc biến luôn. À, rồi quả đấy mà mình đớp được một phát thôi, trong mình chiêu cuối chắc chắn sẽ kích hoạt được hạng báo và nội tại chắc chắn thanh phường chủ sẽ chết các bạn ạ. Rồi đi gành rất là sướng luôn các bạn ạ. Ngọc thì đấy các bạn dùng cái ngọc tăng tốc độ chạy ấy, tốt cho mình nhá. Hắc báo đấy, và khi máu đối phương dưới 30% sẽ tăng sát thương này, và một viên là sát thương phép, một viên là chuyên nhá. Ok, rồi sóc ném rất là đau luôn. Rồi cứ ở lại tí nữa ít máu thì mình cho chiêu cuối thì chắc chắn là chết các bạn ạ. Ok, úi rồi Kanihime đến đeo bám rất là khó chịu, nhưng mà thật sự Momiji thì chơi rất là sướng luôn. Đấy, thả diều, úi trời, úi trời, tí con bé nó quay lại này. Ý, màu đỏ rất là đẹp. Rồi, đẩy đường thôi, các bạn chú ý nhá. Lên đồ cố gắng là đẩy đường, chơi pháp sư phải thế các bạn ạ. Rồi, lùi. Đấy, tiền lúc nào cũng nhiều nhất team luôn các bạn ơi. Rồi, dừng đây xem có ai không nào. À, đây rồi. Đấy, ôi dồi, chạy mau, chi đến rồi. Chạy, chiêu ulti thần trưởng. Rồi, sau đó thì lại làm choáng, lại lùi về thôi. Rất là dễ luôn, chơi chìn rất là dễ. Ôi, Kanihime hay thế, lại hút mình ra khỏi choáng của thanh phường chủ. Tuyệt vời. Úi dồi, ô, đã bị mèo vồ chết rồi. Rồi, đâu thanh niên nào? Thanh niên nào? Vào đây, ăn combo của Momiji là đau lắm các bạn ạ. Thật sự, chơi rất là sướng luôn. Nó choáng khó chịu, mà nó nổ đau chứ. Đấy, thì mình nói lại một cái chiêu thức, cái đặc điểm của con Momiji này, nó có chiêu hồng nhan. Mà khi máu của các bạn giảm đến 30%, các bạn sẽ loại bỏ hết khống chế và tăng 30 tốc độ chạy trong vòng 2 giây. Đấy, rất là ghê của con pháp sư này, chạy trốn rất là sướng. Tiếp theo là cái chiêu bị động, là chiêu tượng lá phong nha. Khi các bạn đánh trúng đối phương rồi, đấy, mà hai chiêu nó nổ thì các bạn sẽ bị búp bê nó nổ thêm một lần nữa, gây sát thương nhá, rất là đau nhá. Rồi tiếp theo là chiêu 2 thì phi la phong về hướng chỉ định, nó sẽ trôi. Đấy, khi mà nó không hết trôi hết rồi thì nó quay về đối phương, về bản thân mình, làm cho bản thân mình có một lớp giáp. Và chiêu 3 thì chúng ta dùng cẩn thận tí thì tạo ra một cái hai lớp nổ, và nếu mà trúng cả hai thì các bạn sẽ làm cho đối phương choáng các bạn ơi, và làm chậm nữa cơ, choáng trong một giây nữa. Đấy, chiêu cuối thì là phong chi vũ hô và nổ sát thương phép tất cả đối phương nha, tất cả team địch luôn, rất là ghê luôn. Rồi thanh niên nào bảo ai FK, thanh niên Momiji đối phương à, vẫn chạy nhảy rất là ok đúng không. Đấy, ui ăn combo này mất ngay nửa máu kìa, thanh niên cay quá, đuổi giết luôn kìa, ulti luôn, có ai chết không? Ủa, chưa có ai chết. Rồi, thanh niên chin đã chết rồi. Vào đây. Rồi, chắc chắn chết rồi. Vào đây, 400 máu, mình không giết được các bạn ạ. Lúa đến làm gì? Momiji đối phương rồi. Ờ, đấy kìa, vẫn đứng ở giữa rừng kia đây. Ulti, như đúng rồi, bảo AFK. Điều vừa. Đấy, các bạn chơi đường giữa, các bạn di chuyển hay một chút là team rất là sướng luôn các bạn ạ. Thật sự đường giữa là gánh team đấy. Đấy, sau đó thì dừng nữa. Còn AD mí support thì hơi bị động một chút khi mở đường giữa. Nói chung là các bạn cứ chơi tay to đường nào thì các bạn sẽ khỏe đường đấy thôi các bạn ạ. Đấy, chơi thật là giỏi và luyện thật là nhiều, không có con nào yếu đâu. Game này cân bằng rất là tốt các bạn ạ. Ô, Kanihime làm gì đấy? Úi dồi, bạn lên tank thì bạn làm gì có sát thương các bạn ạ. Kanihime phải lên theo đồ của MVP game thì mới có nhiều sát thương được các bạn ạ. Rồi, thả ui 600 máu nổ chết cả Hime luôn các bạn ơi. Ê, lũ ăn choáng kìa. Ui đau lắm. Quả đấy còn chiêu cuối thì trò chạy mất dép luôn. Rồi 5-1 rồi anh em ơi. Điện thoại cũng gần hết pin rồi, chuẩn bị nạp để tối còn chơi anh em ạ. Tối anh em nào chơi thì cứ kết bạn với mình nha, mình đánh lót nha nếu mà mình còn slot các bạn ạ. Rồi. Ok, rồi lên được cái ui giời còn 10% máu này. Lên được cái đồ giảm trị liệu rồi, làm cho đối phương bị làm chậm rồi. Đây rồi, chin đây rồi. Một combo các bạn ơi, ulti chắc chắn chết rồi. Ulti 980 máu. Đau quá đau luôn. Về cuối game thật sự pháp sư rất là ghê luôn anh em ạ. Đấy, Momiji thì đoạn có cái chiêu 2 rỉa máu rất là khó chịu nha. Rồi, hầu như mình thấy nhiều anh em mua skin này lắm. Hầu như là chơi thử vài ván
Kanihime mà anh em dã cho kia này vào âm luôn đấy, ai cũng mua luôn đấy. Hầu như là chơi phong ít người chơi hơn đây, là ít người mua chơi phong, hầu như là chơi mua BG. Tại vì mua BG nhiều bạn mang đi support này, mang đi top này được, các bạn đã mang đi đường giữa được đấy, thì các bạn cũng hạn chế nhá, hạn chế đi support bằng mua BG. Tại vì nếu mà chúng ta đi support thì AD không có bảo kê ấy, mặc dù có sát thương đấy nhưng mà rất là khó cho team luôn, khổ AD lắm. Rồi hai double kill sao bạn, các bạn ạ, thế như trẻ trẻ. Ok, win rồi các bạn ơi, tạm biệt anh em nhá, bye bye, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.